Xin chào các bác, em là Hải Đồ Đồng đây ạ. Thì các bác đang thấy đây, cái mẫu sản phẩm em đang các bác đang xem đây là mẫu khảm ngũ sắc, là khảm năm kim loại quý. Thì thông thường chắc các bác sẽ không biết được là cái chất liệu của bộ đỉnh khảm ngũ sắc là nó là như thế nào, đúng không ạ? Chất liệu của bộ khảm ngũ sắc này làm từ chất liệu đồng đỏ. Và ngoài ra em xin bật mí cho các bác biết vào cái chất liệu pha trộn với bộ đỉnh thờ ngũ sắc này là chất liệu đồng đỏ cộng với lại đồng nồi. Các bác biết đồng nồi chưa? Đồng nồi là một trong những kim loại cực kỳ là quý, nó có tới đến khoảng tầm là 200 năm tuổi thì mới có thể làm được những cái bộ khảm ngũ sắc như thế này. Và vì sao lại đồng nồi lại cộng với lại đồng đỏ là ra được bộ khảm ngũ sắc như thế này, thì hôm nay em sẽ nói rõ cho các bác biết về cái công nghệ là như là màu của bộ đỉnh khảm ngũ sắc. Thì thông thường sẽ có đồng nồi vào khi mà quét cái lớp sơn hay là cái lớp khảm lên thì nó sẽ đẹp hơn và sắc nét hơn. Và chắc chắn là chỉ trong người làm trong nghề thôi thì cũng biết được cái đồng nồi là như thế nào. Thì hôm nay em sẽ nói rõ cho các bác biết về cái tính chất của bộ đỉnh thờ khảm ngũ sắc là gồm đồng đỏ và đồng nồi. Và đồng nồi là có thập niên khoảng tầm 200 tuổi. Thì các bác đã biết được cái chất lượng của bộ khảm ngũ sắc. Khảm ngũ sắc không chỉ là những cái kim loại quý như khảm vào bộ đỉnh, mà nó còn mang cái tính chất là nó được những kim loại quý hơn như là đồng nồi cộng với lại đồng đỏ thì nó sẽ ra được cái bộ khảm ngũ sắc như thế này. Thì em sẽ quay sơ qua cho các bác xem về cái bộ đỉnh này là nó đẹp như thế nào và vì sao nó là cao cấp nhất. Để em quay cho các bác xem nhé. Đây các bác xem này, cái bộ đỉnh này nó được khảm vàng, khảm bạc, khảm đồng đỏ, đồng xanh, rất là đẹp luôn. Chỉ những cái bộ đỉnh mà chuẩn chất liệu khảm ngũ sắc từ đồng đỏ và đồng nồi thì mới có thể làm được cái bộ đỉnh khảm ngũ sắc như thế này thôi, còn các bộ đỉnh thông thường sẽ không làm được như này đâu ạ. Đây các bác xem này, đây là vàng 999 các bác nhá, khảm vàng lá 999 luôn. Đây là khảm bạc ta này, khảm đồng đỏ này, đồng xanh này, các bác thấy là rất là nhiều nhá. Đấy, cái một bộ đỉnh này thì nó có giá trị cực kỳ là cao và cái độ bền nó còn cao hơn nữa các bác. Khi mà các bác mà đặt những cái bộ khảm ngũ sắc này, giá trị cao nhất trong cái giới đỉnh thờ rồi thì các bác sẽ được rất là nhiều. Thứ nhất là nó bền về chất lượng này, nó bền về màu sắc này. Đấy, chọn đời về chất lượng đồng. Không phải là khảm ngũ sắc là không phải là những cái lớp ngoài này, không phải là lớp hun đâu các bác nhá. Lớp hun là khác, lớp hun là sẽ được công nghệ làm màu. Còn đây là mình quét lên là nó sẽ giữa cái tính chất của đồng và cái lớp quét của bên xưởng nhà em thì nó sẽ tạo ra được cái màu gọi là màu ngũ sắc như này, nó rất là đẹp và độ bền cực kỳ là cao, không phải là hun đâu, hun thông thường đâu. Quay sơ qua cho các bác xem về hạt với lại chân nến này. Đấy, còn chân nến này các bác xem này. Cái bộ khảm ngũ sắc này thì nói với các bác thì giá thành nó là cực kỳ là tương đối là cao dành cho những cái giới gọi là đại gia toàn chuyên chơi về hàng chất lượng cao. Đấy, thì các bác nên đặt những cái bộ đỉnh thờ như thế này, nó sẽ đảm bảo được tất cả những tiêu chí cho các bác bền, đẹp. Đấy, mình có khi mình dùng cái bộ này đời con đời cháu hay đời chít đời chắc gì đấy cũng vẫn dùng được, không bao giờ lo súng bỏ. Đấy, em hôm nay thì em cũng chia sẻ cho bác một chút về cái tính chất của bộ khảm ngũ sắc là nó bên trong là nó làm những gì. Đấy, thì có bác nào muốn quan tâm cái bộ đỉnh khảm ngũ sắc này thì để lại số điện thoại bên dưới hoặc liên hệ với số online 0836173950 để được em tư vấn kỹ hơn về bộ đỉnh thờ này. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác vào video lần sau.